Nếu để chê thì có lẽ chiếc xe này chê cái bản nó khá là xấu, khá là bùng nhùng. Nó cũng chưa có sàn inox, nó chỉ là sàn tôn, tại vì là chủ trước người ta chở mùn cưa ấy mà. Đây. Ây giời ơi. Và chê mỗi cái cửa này không phải là cửa nhà máy thôi. Đó. Một tay thì cho nên mình cứ phải xoay xoay day day cái này nó mới lên, chứ nếu mà dùng hai tay thì đẩy phát ấn lên là dễ. Đây, chê mỗi cái nó là sàn tôn thôi. Còn đâu nhưng mà được cái nếu mà anh em mà chở không phải là lợn gà hay là trâu bò thì sàn tôn này khá là dày nhá. Khá là dày dặn. Nhưng mà được cái là chở hàng nó cũng không phải là củi hay gỗ gì, cho nên là những cái thùng này nó không hề có tí mụn nào luôn. Đấy, anh em nhìn này. Nếu có ai chăng nó chỉ là một số những cái vết ấn vào được. Đó. Và tất cả diềm thùng này vẫn là diềm thùng nguyên bản. Ngày hôm nay chúng ta đang nói về một chiếc xe Kia K 3000 đời 2013. Lốp sơ cua đầy đủ lốp trước và lốp sau nhá. Lốp trước được đầu tư dàn lốp dẫn hướng còn khá là mới. Lốp sau thì còn tương đối 70%. Và ngay cả những cái khuy bản lề này anh em có thể nhìn này, nó không hề mọt luôn. Không hề một chấm sơn ta vào. Đó. Một chiếc xe mà ở đây quý vị có thể thấy rằng đây, biển 99 nhưng lại là tôi yêu 36. Lý do tại sao chiếc xe này cách đây khoảng 2 năm về trước tôi đã bán về Bắc Linh. Và cái dịp hôm trước đi ship con 500B, Thaco 500B vào trong Thanh Hóa, Quảng Sơn Thanh Hóa ấy, thì gặp chiếc xe này. Đấy, gặp chiếc xe này thì em hỏi là nhìn thấy quen quen quá. Thế là em hỏi mua thì bác chủ lại bán luôn. Bác ấy bán luôn thì năm ngoái bác ấy mua ở Bắc Linh. Thì năm nay em lại mua lại. Đó, thực sự nó cũng là một cái duyên. Khá là duyên luôn. Biển 99 mà lại là tôi yêu 36. Ok anh em. Một chiếc xe Kia K 3000 đời 2013. Zin, máy zin, cầu số zin. Đồ chơi thì không có gì cả, đồ chơi có cái loa suốt thì bác chủ bác xin lại rồi. Đấy, cho nên là nếu anh em thích đồ chơi thì anh em hoàn toàn có thể đấu luôn vào những cái rắc như này, DJ luôn. Hiện tại thì chỉ có một cái đài MP3 và ghế được bọc da như thế này thôi. Tất cả khăn lau đây vẫn còn nguyên đây. Đấy, trần sáng sạch, sạch sẽ. Và bây giờ mình sẽ review từ đầu cho đến cuối em Kia K 3000 đời 2013 này. Tổng thành sơn zin. Sơn zin còn tương đối, chỉ có bửng lít là người ta hay lùi vào có thể lùi vào mô đất mô đá nào đó thì cho hơi xước răm một tí thôi. Đấy, còn đâu tổng thành. Trên mỗi cái bạt thì giá của em nó thì dành cho anh em yêu cái sự mộc mạc, yêu cái đẹp ở cái sự mộc mạc. Sẽ có hỗ trợ cho anh em thay bạt mới 248 triệu. Tôi nghĩ rằng là một cái giá mà nếu mà để mà buôn thì nó hơi đắt, hơi chát, nhưng để mà dùng thì vô cùng là hợp lý. Tôi thề luôn các bạn ấy, chỉ cần điện vào số điện thoại hiện trên ở đây vẫn còn số điện thoại của chủ xe ấy, thì dường như là bác chủ bác ấy trong vòng 2 năm, gần 2 năm bác ấy lỗ đâu đó tầm 2 triệu. Bác ấy lỗ gần 2 triệu, dã man con ngàn, mua xe chở hàng phục vụ gia đình mình mà trong 2 năm gỗ có 2 triệu. Đó. Và đi vào chi tiết chiếc xe này thì những cái phần mà ví dụ như là phần giả vân gỗ này thì chúng ta hoàn toàn có thể bọc lại để cho đẹp đẽ hơn. Qua nắng mưa thì những cái phần bọc này thì nó cũng đã xước rồi và nó bạc màu rồi. Đây. Tất cả phần ba đờ sốc đây. Phần ba đờ sốc thì đã có tỉa sơn ở phần ba đờ sốc rồi anh em nhé. Đã có tỉa sơn một tí rồi. Nhưng tất cả phần cabo và phần răng đầu vẫn còn nguyên vẹn này. Đấy. Dây điện này, dây điện có lẽ là lối vào thùng đây. Đấy. Và ngay cả những phần pha đèn vẫn là pha đèn zin, nhang zin. Hai bên đều là nhang zin anh em ạ. Tôi sẽ lật cabo lên cho anh em nhìn thẩm thấu nó chi tiết hơn.
Ok. Một chiếc xe mộc mạc, nhưng mà đẹp theo ở cái góc độ mộc mạc chứ không phải là độ. Đây, anh em có thể nhìn thấy này, điều hòa công ty nhá, điều hòa công ty. Đấy, điều hòa công ty và tất cả dàn đầu cũng còn nguyên vẹn này. Đấy, tất cả dàn đầu còn nguyên vẹn này. Đó, ok. Phần cabo này, đây đây là cái bẩn nhá. Đấy, để con muỗi bắn vào bẩn. Chỗ này anh em có thể bóc ra thay thế vào biển số quê hương yêu dấu của mình. Đấy, chỉ tiếc là một điều là kính lái em này đã bị thay rồi. Kính lái em này bị thay rồi, nhưng có lẽ là do đá bắn thôi, tại vì là tất cả cột kèo vẫn còn zin. Cột kèo zin hết anh em ạ. Đấy, cột kèo zin này, mắng mưa zin này, kính hai bên đều là kính zin nhá. Và tất cả chỉ cửa này, khi có một cái chiếc xe nào mà bọc cái gioăng này, anh em nhớ là giật ra, giật ra để xem. Đôi khi là người ta sẽ mất chỉ, người ta sẽ giấu đi. Nhưng chiếc xe này không phải là mình giấu đi, mà chủ người ta bọc nguyên như thế. Đây, bản zin chưa. Và đây tất cả cột trong này. Đó, mình sẽ mô tả thật là sống động và chi tiết nhất cho anh em. Cửa chưa hề tháo nhá. Đấy, bậc lên xuống. Đây, phần bậc lên xuống. Phần bậc lên xuống ở bên lái thì nó không được đẹp xuất sắc lắm. Nghĩa là cái phần này có thể nó chạm vào gầm, chạm gầm một tí, cua chạm gầm một tí, cho nên là nó hơi méo một tí. Đấy, còn đâu là tất cả cột ở bên này. Đây, tất cả phần cột này nguyên vẹn, nguyên đinh bấm và nguyên chỉ. Đấy, đó, ta sẽ sang bên phụ để xem tiếp theo này. 2013 đời áp chốt của Kia K3000. Đây, 2013. Đây, chúng ta có thể để ý tất cả phần nhựa táp lô này còn đẹp. Cũng là một bác chủ giữ gìn xe vào nó sạch sẽ, nó không có cái mùi hôi. Đấy, bậc lên xuống bên này rất là đẹp nhá. Bậc lên xuống bên này đẹp. Đây, đấy, ok chưa ạ. Và thùng bên này thì chấm hết rồi. Đây, thực ra là những chiếc xe 2013 mà con này gốc không phải ở 36. Nếu mà gốc ở 36 thì mình nghĩ rằng nó sẽ không được đẹp như này. Mình không phải phân biệt gì đâu, nhưng mà ở vùng biển ấy thì thường nó sẽ ảnh hưởng nhiều. Nhưng mà vì đây là gốc, gốc con này đầu tiên thì nó ở về bên 99 Bắc Linh cơ. Đấy, anh em có thể nhìn này, tất cả sàn sóng còn nguyên bản hết này, và tất cả sắt xi nguyên bản này. Cái quả lốp dự phòng này thì nó còn tương đối thôi, chứ không được đẹp, chỉ gọi là dự phòng thôi. Bây giờ là phần máy một chiếc xe, trái tim của một chiếc xe. Đây, thì thực tế nếu mà chiếc xe này có thể chê là cái bản nó hơi xấu, chê rằng là cái tôn nó chỉ là sàn tôn thôi, chê rằng nó chả có đồ chơi gì, nhưng máy chưa hề rửa một tí gì luôn ấy, nước cũng chưa rửa luôn, thì anh em có thể xem và thẩm thấu này. Những cái lúm này đấy, những cái lúm chỉnh cửa dầu này nó chưa hề chạm luôn này. Đấy, bơm này, anh em ở góc độ này có thể nhìn thấy màu sáng của bơm và những cái phần lắp dàn cò đây. Đây, lắp dàn cò, những cái chôn sáng, mặt máy này, gioăng zin này, keo đáy cắt te và đáy cắt te zin này. Đó, ok chưa ạ. Điều hòa công ty,
Đây cua lốp đây. Đấy, cua lốp này. Và cái gáy này, gáy thùng này. Gáy thùng này. Đấy, gáy thùng này. Đấy. Thấy chưa? Đó. Về thì nếu mà để đầu tư thì có lẽ là anh em thay dầu máy, xúc kết nước thay dầu máy và thay những cái cục cao su này đi này. Đấy, thay cục cao su này nó bị rách rồi. Cái cục cao su ở cái ba dọc này này. Hoặc là thay luôn cái ba dọc này, có nó chỉ rơi vào tầm 800 nghìn thôi. Đấy. Để mà khi mà chúng ta lái thì nó sẽ chắc lái hơn. Đó, còn đâu hầu hết là dường như chiếc xe này là không phải làm gì thêm nữa ngoài những chi tiết mình vừa nêu ra. Đó. Thì xe cũ mà nó sẽ có những cái điểm cộng và có những cái điểm trừ, cho nên là để định giá một chiếc xe chúng ta hãy ngắm nhìn một tổng thể. Từ tổng thể đấy thì chúng ta suy xét rằng nó có phù hợp với túi tiền và nó có xứng đáng đồng tiền bát gạo hay không, nó phù hợp với công việc của mình hay không. Cái quan trọng nhất là nó có phù hợp với công việc của mình không, để đưa ra cái quyết định nó đúng đắn nhất. Một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi video clip của Đạt Xe Tải. Chúc tất cả quý vị và các bạn vạn dặm bình an. Xin chào. Ui, bốc vãi cứt ra. Mỗi cái dây cù loà nó kêu bốc. Côn thì anh em yên tâm luôn, máy bốc. Rồi cù loà nó hơi kêu. Đó, thì đó là chiếc cây K3000 2013. Nói tóm lại là tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Thực sự là bỏ ra khoảng triệu là con này nó đẹp lung linh ngay ấy mà. Đó, thôi mình sẽ về với đại bản danh Thế Đẹp 88 đây.